Hello, xin chào các bác, tôi là Mr. Matt. Và tôi biết các bác gặp rắc rối với mật khẩu điện thoại của mình, hay là sau khi coi phục anh reset rồi đấy mà các bác quên cái Gmail á. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bác làm thế nào để xóa nó đi. Mà không cần dùng từ PC, laptop hay là cáp USB hay là cáp OTR. Và ok, xin chào các bác. Trên tay tôi là một con Samsung Z7. Và như phần đầu tôi đã nói, tôi sẽ phá bỏ tất cả bát hay là Gmail của nó. Ok, chúng ta không làm gì được đúng không? Quên mẹ mà họ làm gì được. Tắt nguồn. Thứ nhất các bạn tắt nguồn. Dẫn này có thể giúp được các bạn phần nào hơn, mong là đừng biết like được rồi channel tôi mới làm. Bây giờ là các bạn nhấn nút giữa, nút home á và nút phone lớn. Ok, chúng ta nhấn hai nút phone lớn và còn lại là nút nguồn. Một tiếp Samsung Galaxy 76 Plus 6 phone. Đấy đó. Và điều đương nhiên là mình không cần cái cáp OTG hay là PC gì đấy, mà các bạn phải cần cái Wi-Fi. Ok, không xin cũng được. Wi-Fi là ok rồi. Đây okay. Và các bạn sẽ chọn vô phần nhấn nút lên nút xuống này để điều khiển. Chọn vô cái phần with data fast to fashion reset. Ok rồi, các bạn nhấn nút vô cái nguồn để chọn, rồi nhấn xuống chọn get. Đảm bảo sự út. Và các bạn sẽ chọn vô cái phần reboot system now. Nó lên gì là chuẩn bị từ từ nha các bạn. 2:57 rồi, tôi cũng làm video để hướng dẫn cho ai đó để thức phim của nó. Phần này thì các bạn khỏi chọn để về chuẩn bị đi sao bưng lên Việt Nam để đặt wifi thiết bị của bạn nó khôi phục để đặt rốt trái phép. Và tiếp theo đồng ý ngay lập tức có Google hoặc điện thoại sẽ chặn lại mở Google, yêu cầu các bạn đưa ra mã thông tin quên cho mình sẽ nhấn dưới đây. Nếu mà các bạn nhập sai thì các bạn sẽ không bao giờ được. Đây phần mấu chốt ở đây đứng vô này, các bạn hiện lên đứng vô cái lúc này nè, đứng vô chúng ta nhấn vô cái bánh răng cưa, nhấp vô dính, nhấp vô hết rồi, cho nó hiện lên. Các bạn nhấn vô tiên đoán văn bản, vâng, và chọn được phím tắt văn bản, và các bạn bấm thêm. Ok, nhấn vô là Victor gì đó. Hai lần rồi, hai ngày nữa Google hỗ trợ, như hỗ trợ. Vâng, không, cảm ơn. Mình sẽ nhập một cái gì đó, thí dụ như là không, mình sẽ chọn là
YouTube nhấn vô đây đi. Thì nhấn vô đây thì nó sẽ vô YouTube luôn. Và các bạn không cần cũng được. Chúng ta sẽ vô phần YouTube. Rồi nó hiện lên này, thấy không? Còn theo nhấn vô YouTube. Mình khuyến cáo các bạn ở ngoài nha, các bạn sẽ không bao giờ đăng nhập được vô bất kỳ cái trang web nào khác. Ví dụ như là cái trang M24h này, nếu như nó sẽ chặn lại liền, yêu cầu bạn từ chối vì lý do bảo mật. Nên chúng ta sẽ vô YouTube. Hiện YouTube này hiện lên đây, hoặc là youtube.com thì vô thẳng luôn. Com ở đây thẳng luôn. Chúng ta sẽ nhấn vô ba chấm chính sách bảo mật, chọn internet. Quên, mình đã xâm nhập được qua tuần lửa. Chúng ta tắt cái này đi. Mà cứ nhấn vô cái đường link chấm cường hoặc chấm net sẹt bài bát. Rồi các bạn nhớ cái đường link này cho mình nha. Nhấn vô đi. Mình vô thẳng luôn. Chúng ta sẽ nhấn vô download Android 6.RAM APK. Link này mình lấy của bên kia. Và nhấn vô FDB bypass. Nhấn vô đây là nó sẽ đau về. Và trong thời gian đau về, các bạn nhấn vô là đánh dấu hệ lịch sử. Các bạn sẽ chọn vô là lịch sử đã về. Và chúng ta sẽ chọn vô là Android 6.RAM. Tại vì á, mình sẽ cài đặt cái này trước để mình cài đặt cái kia. Nhấn vô cài đặt, không gõ nguồn gốc nha các bạn. Nhấn như đây và nhấn như đây, chọn OK, cài đặt. Con bà nó rơm bà mày, để tiếng các bạn đi cho chưa gõ, các bạn nhìn gõ rồi đây. Và chúng ta nhấn xong và cài đặt FDWBAT. Cài đặt và nhấn mở. Và các bạn nhấn vô ba chấm đăng nhập trình duyệt, nhấn vô OK. Và chúng ta sẽ tạo tài khoản hay là đăng nhập Gmail của bạn vô để chắc chắn mình sẽ tạo tài khoản. Twitter đó. Không mất thời gian như cái này nhanh. Twitter chín quên nói mình mới 18 tuổi à. Cái mặt nhưng mà quá chiêu chắc gì cũng được. Thôi mình đổi lại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Twitter. Twitter quên tại cái này là lý do bảo mật nhé. Tôi là Nam, điện thoại hơi nhập bỏ qua đi. Tôi nghe có một khó cần luôn. Tiếp tục kéo xuống, kéo xuống. Tôi đồng ý tiếp tục viết tên mật khẩu 1999. Quên, đang đăng nhập xong, các bạn nhấn vô cái nút này, nút nguồn, và chúng ta sẽ khởi động lại. Okay.
quá trình sẽ mất cả chút thời gian. Quên, tiếp theo. Hãy đợi nhé. Cái gì luôn? Chuyện không? Quên. Đây. Và chúng ta sẽ nhấn cái công bây giờ. Tiếp theo. Yeah.